Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Trong video ngày hôm nay, vào dịp ngày cuối tuần thì em sẽ vào bếp làm món lẩu cá dứa nấu măng chua. Món lẩu không chỉ thơm ngon lại vô cùng bổ dưỡng. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Nguyên liệu đầu tiên để thực hiện món lẩu hôm nay đó là cá dứa. Cá dứa có tên gọi khác là cá cha bần, loại cá da trơn thuộc họ cá cha, được nhiều gia đình ưa thích bởi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như là ngăn ngừa bệnh tim mạch, các bệnh về xương khớp, chữa viêm gan mãn tính, vàng da, chữa chóng mặt, chữa táo bón, đau lưng mệt mỏi, cải thiện trí nhớ và thị lực, rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Cá dứa có thể chế biến được nhiều món ăn ngon như là nấu canh chua, kho tộ, kho thơm, kho lạt và nấu lẩu. Khi chế biến món ăn, sẽ lựa mua cá còn tươi sống, thịt cá sẽ giữ nguyên được dưỡng chất và tươi ngon. Và để thực hiện món lẩu hôm nay thì ở đây em có sử dụng là 1 kg cá dứa, thêm 1 con cá hú sông. Cá sau khi mua về đã được làm sạch, mang và ruột. Tiếp theo sẽ dùng 1 chút bột mì bóp trà lên da cá, giúp làm sạch nhớt rất hiệu quả. Sau đó rửa lại 2-3 lần nước tới khi sạch. Bước tiếp theo, sau khi cá được rửa sạch, sẽ dùng 1 ít nước đủ ngập cá. Cho vào 1 mẫu gừng đập dập, 1 chút rượu trắng. Rồi cho cá vào. Massage rửa trong 5 phút. Đây là cách khử tanh rất hiệu quả, khi ăn cá sẽ thơm ngon. Cá được rửa sạch sẽ lấy ra để cho ráo nước, rồi cắt khúc vừa ăn. Tiếp theo, khi cá được cắt khúc vừa ăn sẽ khứa da cá, trông sẽ hấp dẫn hơn, khi ăn sẽ thấm vị. Ngoài cách nấu lẩu thì em sẽ trừ lại 1 phần để kho tộ ăn với cơm. Và bây giờ sẽ ướp gia vị. Khi sử dụng khoảng 1,4 kg cá, em sẽ ướp với 2 thìa canh nước mắm 40 độ đạm, sẽ ít mặn. Hai thìa cà phê hạt nêm. Một chút tiêu xay. 1 mẫu gừng nhỏ thái sợi. Sẽ trộn và massage để gia vị được thấm vào cá, khi ăn thịt cá sẽ thơm ngon, ngọt thịt, không bị tanh. Và sẽ ướp trong khoảng thời gian từ 20 tới 30 phút. Tiếp theo, các loại rau phù hợp cho món lẩu hôm nay ở đây thì các anh chị và các bạn có thể chuẩn bị rau muống, rau kèo nèo, rau cần nước, hành lá, rau đắng đặc trưng cho món lẩu không thể bỏ qua, 1 chút rau ngầu gai, rau ngổ giúp nước lẩu sẽ thơm không bị tanh. Bên cạnh đó thì các anh chị và các bạn có thể chuẩn bị thêm bún tươi hoặc là bún khô luộc chín. Để món lẩu được thêm vị thì em sẽ chuẩn bị thêm là 1 ít lòng heo làm sạch, trụng qua nước sôi rồi thái miếng vừa ăn. Phần cá ăn không hết thì các anh chị và các bạn có thể kho tổ ăn với cơm trắng, rất hao cơm.
Chuyển qua phần nước lẩu ở đây thì em sẽ sử dụng các nguyên liệu như sau. 3 tép dạ cây lấy phần non thái lát mỏng. 1 mẫu gừng nhỏ thái lát. 1 củ tỏi băm. Ớt cay từ 5 tới 7 quả tùy theo khẩu vị của gia đình. 1/4 trái thơm thái lát. 2 quả cà chua 300g lột vỏ thái hạt liệu, và nên chọn những trái cà chua chín mọng, nước lẩu sẽ đẹp hơn. Và em sử dụng sa tế tôm loại ít cay để nước lẩu thêm vị và màu sắc. 1 trái dừa bánh tẻ nước sẽ ngọt giúp nước lẩu ngọt thanh đậm đà. Các anh chị và các bạn có thể thay thế bằng nước hầm xương gà hoặc là lợn đều được. 500g măng ngâm chua. Cách làm măng ngâm chua, măng ngâm tỏi ớt em đã chia sẻ trong video lần trước. Măng ngâm được 1 tháng vẫn trắng giòn, không bị nổi váng, rất thơm. Dùng nấu lẩu, nấu canh hay là ăn mì, ăn sống đều ngon. Đang vào mùa măng tươi, nếu anh chị và các bạn muốn chế biến các món ăn từ măng chua thì hãy tham khảo và làm cho gia đình một hũ để sử dụng nhé. Tiếp theo sẽ bắc nồi lên bếp, thêm một chút dầu ăn. Phi thơm, xả gừng tỏi. Xả gừng tỏi đã dậy mùi thơm sẽ lấy ra để riêng. Rồi cho cà chua vào. Đảo đều. Bây giờ sẽ nêm gia vị cho phần nước lẩu. Khi nêm phần gia vị cho phần nước lẩu thì các anh chị và các bạn nên chú ý độ mặn và chua của măng để nước lẩu không bị mặn. Lượng muối nêm vào vừa phải để canh độ mặn cho phù hợp. Đảo đều tới khi cà chua được nhuyễn. Tiếp đó sẽ cho vào 1/2 lượng măng chua, 1/2 phần còn lại khi ăn lẩu sẽ cho vào từ từ. Trộn đều. Sau đó thì cho nước dừa vào. Thêm nước lọc sao cho vừa ăn. Nước lẩu đủ vị, phải chua thanh, ngọt đậm đà, cay nhẹ, màu đỏ đẹp. Và nấu cho sôi, đồng thời lúc này sẽ điều chỉnh lại vị chua cay mặn ngọt cho phù hợp với khẩu vị của gia đình. Nước lẩu đã sôi vừa vị, cuối cùng sẽ cho ớt, thích vị cay nhiều sẽ đập dập hoặc là cắt lát. Xả gừng tỏi phi thơm. Thêm một chút rau ngò gai, rau ngộ cắt khúc để nước lẩu sẽ được thơm khử tanh. Cách nấu nước lẩu này vừa ngon chuẩn vị lại cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ sẽ múc qua nồi lẩu để cùng gia đình thưởng thức. Qua cách làm rất đơn giản, món lẩu đã sẵn sàng. Khi ăn sẽ cho một chút rau ngò gai, rau ngộ cắt khúc vào trước để nước lẩu được thơm không bị tanh. Rồi lần lượt cho cá, lòng heo,
thêm các loại rau ăn kèm. Ăn tới đâu sẽ cho tới đó để giữ được vị ngọt thơm ngon. Cá dứa thì rất mềm, nhanh chín, không đảo nhiều sẽ bị nát. Ăn khi còn nóng, chấm nước mắm mặn, thêm ớt cay sẽ ngon, chuẩn vị. Theo công thức, nước lẩu hôm nay sẽ có vị chua cay, ngọt thanh, đậm đà, thịt cá mềm ngọt, thấm vị. Thêm các loại rau ăn kèm, giòn ngọt, tươi mát. Đang vào mùa măng, kết hợp vị ngon, dinh dưỡng của cá dứa, thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo và nấu để gia đình cùng thưởng thức vào những ngày cuối tuần nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.